À, xin chào anh Việt, trả lời chương trình là Trực Diện TV. Thì năm 2020 vừa khép lại và một cái năm mà người ta nhắc nhiều đến cái yếu tố của Trung Quốc. Bởi vì cái dịch Covid-19 cũng là liên quan tới cái Vũ Hán rồi cũng là Trung Quốc. Rồi sau đó thì cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc bùng phát rất là nặng nề, nhất là trong cái dịch Covid-19 này. Và sau đó nữa thì cũng vì cái dịch Covid-19 đó mà mới thấy được rằng các nước trên thế giới, ngay cả châu Âu, ngay cả châu Á, châu Mỹ, châu Phi gì cũng đã quá lệ thuộc vào Trung Quốc, nhất là lệ thuộc vào cái chuỗi cung ứng hàng hóa của họ và ngay cả các cái nguyên vật liệu nữa. Thì Trung Quốc á, nhìn riêng về họ, mặc dù là giữa cái đại dịch như thế bị chỉ trích rất là nặng nề, tuy nhiên thì họ vẫn chứng tỏ họ là một cái cường quốc thật sự chứ không phải là một cái cường quốc gọi là cò cọc giấy. Họ là một cái đất nước có một cái nền kinh tế hạng nhất, hạng nhì thế giới rồi. Và giữa cái cơn đại dịch thì họ sau khi mà những cái tháng mà hồi hè đó, khi mà Mỹ với châu Âu bắt đầu mở cửa lại nhập khẩu thì Trung Quốc họ đã ồ à, xuất khẩu. Và có thể nói những cái tháng cuối năm đó là cái lượng xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ thậm chí nó còn nhiều hơn so với những cái năm trước nữa. Thì đây là một điều mà thấy hết sức là đặc biệt, bởi vì cái bối cảnh năm kinh tế hiện nay bị cho rằng nó ảnh hưởng toàn cầu, nhưng mà Trung Quốc họ vẫn có những cái chiến lược riêng. Và trong vấn đề ngoại giao, mặc dù là bị cô lập, bị Mỹ kêu gọi châu Âu hay là nhiều nước khác coi như là cảnh giác của Trung Quốc hoặc là quay lưng với Trung Quốc, nhưng mà cuối cùng thì Trung Quốc trước khi mà khép lại cái cuối năm đó thì họ cũng đã ký được các cái hiệp định rất là quan trọng. Thí dụ như chúng ta nhớ rằng một cái hiệp định mà Trung Quốc đã ký với 10 nước thành viên ASEAN đó, cùng với 5 nước khác, thì đó là cái hiệp định gọi là hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, hay tên tiếng Anh của nó viết tắt là ACEP. Thì cái hiệp định đó được cho rằng giống như một cái TPP của Trung Quốc mà nó nằm ở phía bên châu Á, và đây là một cái hiệp định rất là quan trọng và có quy mô rất là lớn. Và cách đây 2 ngày thì phía Trung Quốc cũng vừa đạt được một cái thỏa thuận đối với Liên Âu nữa. Thì một cái hiệp định gọi là hợp tác với châu Âu đó, thì đó mới là cái điều mà các bên đã từng ấp ủ và đã từng coi như là tiếp xúc với nhau rồi thỏa thuận với nhau rất là nhiều lần, có thể nói lên tới mấy chục lần gọi là bàn cãi với nhau rồi nhưng mà không có đạt được. Nhiều người thì cũng đánh giá rằng một cái hiệp định mà gọi là hợp tác đầu tư như thế đó của Trung Quốc đối với châu Âu đó, gần như là rất là khó để mà đạt được, bởi vì có khá nhiều các cái sự khác biệt. Nhất là trong năm nay đó, thì châu Âu trước đó, trước đây mấy tháng này cũng có đặt vấn đề với Hoa Kỳ là cần phải có một cái hợp định, một cái hợp tác như thế nào đó chặt chẽ hơn để mà đối đầu với Trung Quốc. Tuy nhiên thì cuối cùng thì giữa Mỹ với châu Âu cũng không có đạt được cái vấn đề đó. Và có lẽ vì vì vậy mà cho nên là Trung Quốc á, họ đã nhảy vào. Thì những cái sự mà ấp ủ trong cái việc mà thương thảo này nó đã bắt đầu từ hồi cuối năm 2013 là chứ không phải là mới đây. À, tuy nhiên thì từ năm 2014 chính thức thảo luận rồi đến nay là cũng phải là hơn 6 năm. Thì một cái hiệp định gọi là đầu tư ưu đãi cho nhau về cái vấn đề mà xuất khẩu hay là đầu tư trực tiếp hoặc là mua bán hàng các thứ này kia cái nọ, thì rõ ràng á, đó là một cái điều mà hai bên đều mong muốn hết. Thì cái điều này cho thấy cái tình hình kinh tế chính trị của thế giới nó rất là bị phân rẽ với nhau. Tại vì hồi xưa thì ai cũng hiểu được cái châu Âu gần như là một cái sân sau của Hoa Kỳ, hay đúng hơn một cái đồng minh rất là thân cận của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì ở phía bên châu Âu đó họ cũng là có quá nhiều các cái thành viên đi, và cái liên minh châu Âu cũng không phải là một khối thống nhất và cao theo cái kiểu là lúc nào cũng thuần phục vào Hoa Kỳ, mà họ đã có những cái cách đối chọi rồi. Nói chung là trong cái tiềm ẩn của họ vẫn có những cái điều mà họ nghĩ họ là một cái cựu lục địa, những cái người thông minh trước Hoa Kỳ, rồi họ là những cái người chủ thật sự của cái đất nước Tân Lục Địa nữa chứ không phải là đơn giản. Cho nên là lúc nào họ cũng đem tự hào cái nền gọi là chính trị hay là cái nền mà văn hóa hoặc là cái cơ cấu bộ máy tổ chức về cái nhân sự, ngay cả vấn đề mà nhân quyền dân chủ của họ họ cũng đi rao giảng, họ cũng muốn nói rằng họ mới là cha đẻ của những cái tinh hoa của trí tuệ. Tuy nhiên thì bây giờ ai cũng nhìn nhận thấy rằng một cái cựu lục địa đó, nó châu Âu đó, nó bây giờ nó quá già cỗi rồi. Và những cái lý thuyết về dân chủ, nhân quyền hay là những cái vấn đề về chính trị hay những cái gì mà cao sang của họ từ xưa đến giờ, rõ ràng nó gần như nó bị lỗi thời và nó bị sơ cứng rồi. Và cái số lượng dân số của họ nó cũng hạn chế rồi, nó cũng không có quá nhiều.
và họ không thể mà mở rộng hơn được nữa. Nó không thể có một cái sức sống mãnh liệt giống như Hoa Kỳ hay là một cái đất nước khác, ví dụ như Trung Quốc, hoặc là tới đây nữa có thể là Ấn Độ chẳng hạn. Thì bây giờ đó họ như là trước kia chúng ta nói là khi mà châu Âu họ thành lập nên cái đồng tiền chung của họ đó, đồng tiền euro đó, là cũng là để nhằm muốn đối chọi là đồng tiền Hoa Kỳ thôi. Và có rất là nhiều nước họ muốn không có tạo ra một sự độc lập, tạo ra một sự mà làm chủ sân chơi đó, trong vấn đề về tiền tệ của Hoa Kỳ. Thì ngay hồi trước này cái khối sao chủ nghĩa cũng muốn là sử dụng các cái đồng rút của Liên Xô, nhưng mà chương trình nó cũng bị thất bại. Rồi sau này Trung Quốc họ cũng muốn sử dụng cái đồng tiền của họ, hoặc là ngay cả Nhật Bản họ cũng muốn, nhưng mà rốt cuộc thì họ cũng không thể làm được. Ngay cả bây giờ Trung Quốc họ cũng chưa làm được. Họ có thể là sử dụng một cái con đường tơ lụa, và cái con đường đó đem ra để mà rao giảng trên toàn thế giới, và có nhiều nước đã ký kết tham gia vào con đường tơ lụa đó. Thì thật ra thì bản chất của con đường tơ lụa đó, nếu như mà nó làm ăn một cách mà nghiêm túc đàng hoàng thì nó không có vấn đề gì xấu. Tuy nhiên thì Trung Quốc là một cái đất nước có thể họ chơi rất là nhiều các thủ đoạn, và họ sử dụng rất là nhiều các cái bẫy, rồi họ sử dụng rất là nhiều các cái chiêu trò, các cái mưu mẹo, và lúc nào họ cũng muốn trên cơ những cái nước khác hết. Chính vì cái điều đó nó đã biến các cái đối tác thay vì làm ăn nó hữu hảo, thì nó lại rơi vào cái biểu mà biến đối tác thành một cái con mồi, và họ sực luôn cái con mồi đó. Theo cái kiểu này gọi là cẩu sực xíu quách đó, thì cái kiểu này là nó đã tạo ra một cái sự ác cảm rất là nhiều người. Và trước khi mà tức là ngày 30/29 vừa qua thì EU, tức là cái khối liên hiệp của châu Âu đó, cũng đã thống nhất với Trung Quốc. Và cái việc mà đàm phán này đó có lẽ nói rằng nó cũng vì khá nhiều các yếu tố. Người ta đánh giá rằng bởi vì cái thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc nó quá căng thẳng đi, và căng thẳng đến cái mức bây giờ Trung Quốc họ phải nhanh chóng họ rốt ráo họ thúc đẩy châu Âu, họ thúc đẩy nhiều cái nơi trên thế giới để là họ thực hiện những cái hiệp định mới, và coi như là giống như họ tìm một cái thị trường mới về thị trường để mà tiêu thụ, và họ tạo ra những cái ưu đãi hơn. Thí dụ chúng ta thấy là cuộc cái đàm phán này á nó cũng nhanh là bởi vì một yếu tố nữa, đó là nước Anh. Thì cách đây mấy năm nước Anh đã coi như là rút ra khỏi châu Âu, nhưng mà về mặt kinh tế những cái vấn đề mà còn lệ thuộc một số cái vấn đề đó thì họ phải giải quyết cho nó dứt điểm. Cho nên là vừa qua là ngày 24 tháng 12, tức là cách đây mấy ngày, một tuần tuần trước, thì châu Âu và cái khối liên hiệp châu coi như là Liên hiệp Anh cũng đã ký được một cái thỏa thuận, và một cái thỏa thuận về vấn đề thương mại. Và có thể nói rằng bước sang năm 2020 này thì bao nhiêu triệu dân, hàng trăm ngàn triệu dân của ở hàng trăm ngàn hàng trăm triệu dân của ở phía bên châu Âu, ở Liên hợp châu Âu sẽ không được đến không còn đi lại dễ dàng đối với Anh Quốc nữa. Và chính vì cái vấn đề này cũng là một trong những cái yếu tố để mà thúc đẩy Trung Quốc trong các cái lĩnh vực mà làm cho cái sự ký kết nó nhanh chóng hơn. Thì chúng ta thấy là theo thỏa thuận, theo cái tường thuật ấy, thì cho thấy rằng các cái công ty của khối Liên hiệp châu Âu sẽ mở cửa trong tất cả các cái mảng mà gọi là sản xuất của Trung Quốc, cũng như trong các cái lĩnh vực về xây dựng, trong cái lĩnh vực về quảng cáo, vận tải, hàng không, và ngay cả viễn thông nữa. Thì cái viễn thông của Trung Quốc đó là một cái thế mạnh. Có thể nói rằng chúng ta thấy trong 2-3 năm vừa 2 năm rồi đó, thì nước Mỹ dưới thời của tổng thống Donald Trump đã trừng phạt rất là nặng về các cái công nghệ viễn thông và những cái công ty vệ tinh, và ngay cả những cái công ty cung ứng mặc dù có quốc tịch ở Hoa Kỳ này nữa cũng bị ngăn chặn rất là nhiều, bởi vì không muốn cho Trung Quốc họ phát triển theo cái kiểu đó. Đó là nhắm vào cái công ty Huawei chẳng hạn, và rất là nhiều các cái nước ở bên châu Âu đã tham gia vào cái chuỗi cung ứng, hoặc là ngay cả tham gia vào cái gọi là cái con đường tơ lụa của họ. Thí dụ như nước Ý chẳng hạn, hay là Tây Ban Nha, hay là một số những cái nước khác nữa Bắc Âu, gọi là ở bên Đông Âu. Và Trung Quốc đó, họ bây giờ họ muốn trở lại ở châu Âu, và họ muốn tạo ra một cái sự ưu đãi để làm một cái bàn đạp, và từ đó đó họ chiếm lĩnh các cái thị trường ở trong cái khối châu Âu. Và một cái điểm vướng mắc là giữa Trung Quốc với châu Âu cũng còn đang phải là thương lượng mà mất rất là nhiều thời gian trong thời gian vừa qua, đó là vấn đề về năng lượng. Bởi vì năng lượng nó thì ở châu Âu thì họ nói rằng cái yếu tố năng lượng nó gắn liền với cái an ninh. Bởi vì trước đây cái khối châu Âu rồi cái khối NATO các thứ cũng bị nước Nga đó, nó
bị lệ thuộc vào nhiều trong cái việc mà cung ứng về các khí đốt, nhất là trong cái mùa đông thì lúc nào cũng bị những cái vấn đề mà an ninh về năng lượng họ không có đảm bảo đó, họ vẫn bị lệ thuộc rất là nhiều. Và những cái thỏa thuận mới thì cho rằng á, ở Bắc Kinh á, được quyền tiếp cận tới một phần nhỏ trong các cái lĩnh vực năng lượng tái tạo của châu Âu, và trên cái cơ sở là có đi có lại, tức là hai bên cùng hợp tác với nhau. Và những cái thỏa thuận này cũng nhằm xóa bỏ các cái rào cản đầu tư tại Trung Quốc. Tức là Trung Quốc bây giờ á, họ cũng phải mở rộng ra, họ cũng phải dễ dàng hơn, giống như là hồi trước bây giờ những cái quy định họ khắt khe quá đối với những cái nhà đầu tư đến từ Mỹ chẳng hạn, đã bị chính Hoa Kỳ lên tiếng rất là nhiều trong cái việc mà tăng thuế, trong cái vấn đề mà siết về cái chuyển giao công nghệ, rồi trong cái ăn cắp các cái thông tin hay là ăn cắp những cái bí mật kinh doanh đủ thứ chuyện hết. Và chính vì những cái điều đó đó, bây giờ Trung Quốc họ cũng đã thấy rồi, và ngay cả vấn đề mà khống chế cái mức gọi là sở hữu của các cái nhà đầu tư nước ngoài nhất định ở Trung Quốc, họ quy định là phải hạ lại để mà cho cái tỷ lệ mà đầu tư của Trung Quốc nhiều hơn chẳng hạn, thì tất cả những cái điều đó bây giờ họ cũng phải nới lỏng ra, họ nới rộng ra để mà tạo cái sự ưu đãi. Và người ta đánh giá rằng cái hiệp định này đó nó là một cái sự đầu tư và ưu đãi hơn cho các cái doanh nghiệp từ châu Âu đến Trung Quốc hơn là những cái doanh nghiệp từ Mỹ đến Trung Quốc. Và cái thỏa thuận này cần phải được Quốc hội châu Âu nó phải phê chuẩn nữa chứ cũng chưa phải là xong, nhưng mà cái tiến trình có lẽ sẽ được bắt đầu vào khoảng chừng tháng 6 trở đi, chứ cũng phải chưa ngay là ngay lúc này. Bởi vì cái sự phê chuẩn đó chúng ta cũng đã hiểu, giống như trước đây chúng ta Việt Nam với châu Âu cũng có một hiệp định là EVFTA á, và cái hiệp định đó thì trong cái hội đồng châu Âu họ phải thông qua, và họ thông qua có số phiếu coi như là đa số, thì coi như là mình đã cái hiệp định này nó trở thành coi như là trở thành là giống như là luật. Và điều này đó cho thấy rằng đất nước Trung Quốc họ cũng rất là mạnh đó, họ đã tạo ra một cái sân chơi, họ đánh vào cái sân sau của Hoa Kỳ. Và trước những cái điều này đó thì có tạo ra một cái sự bất ngờ gì không? Thì ở phía bên ngược lại thì họ nói là thật ra cái hiệp định này nó cũng không phải có cái gì mới, nó chỉ thêm mở rộng thêm một chút về cái ưu đãi thôi. Và Trung Quốc họ muốn chui sâu nhiều hơn, nhanh hơn vào cái khối châu Âu, bởi vì trước đây họ cũng có những cái thỏa thuận này kia cái nọ, nhưng mà nó còn tản mát và nó cũng chưa có được chuyên sâu, thì bây giờ nó rộng hơn thôi, chứ thật ra nó cũng không có gì mới. Bởi vì dù gì đi nữa đó thì đối với châu Âu đó thì Trung Quốc vẫn là một cái thị trường mà lớn thứ nhì đối với châu Âu, bởi vì châu Âu đó bạn hàng của châu Âu đó là lớn nhất là nước Mỹ, và bây giờ vẫn là nước Mỹ. Nước Mỹ là cái nước bán hàng nhiều nhất cho đất nước châu Âu. Và ngược lại đối với Trung Quốc cũng vậy, Trung Quốc á, thì cái Liên Âu đó là một cái thị trường lớn thứ nhì của Trung Quốc, bởi vì cái thị trường lớn nhất của Trung Quốc vẫn là Hoa Kỳ. Tức là cả hai cái nước này, hay là hai cái nhóm nước này đang ký kết với nhau, thì rõ ràng cũng là những cái bạn hàng mà gọi là đứng thứ nhì của Hoa Kỳ, chứ cũng là hai cái ông kẻ chứ không phải là đơn giản. Và xuất khẩu sang Hoa Kỳ cũng vậy, hay là nhập khẩu sang Hoa Kỳ cũng vậy, thì chúng ta thấy rõ ràng là giữa Hoa Kỳ với giữa châu Âu với Hoa Kỳ với Trung Quốc á, rõ ràng là họ là bạn hàng của nhau, và những cái bạn hàng rất là lớn nữa. Và bây giờ thì với những cái ưu đãi này thì có thể là họ đánh vào cái sân sau của Hoa Kỳ, họ đánh vào họ muốn tách biệt Hoa Kỳ ra, theo kiểu là Trung Quốc họ tạo ra một cái anh cả lớn. Và chính có lẽ là chính vì cái điều đó cho nên là nhiều người trong cái đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ đó, họ bắt đầu họ rao giảng, họ nghiêu ngao, họ nói rằng vì Hoa Kỳ đã không giữ được các cái đồng minh thân cận ở bên châu Âu hay là như thế này như kia, để cuối cùng là để cho Trung Quốc họ lòn tay lòn chân vào trong đó, và họ mua chuộc và họ sử dụng thể hiện ra cái anh cả của thế giới. Và rất có thể là sau này đó thì Trung Quốc họ trỗi lên giống như là một cái nước lãnh đạo của thế giới, chứ không còn là Hoa Kỳ nữa, không có còn làm chủ các cái cuộc chơi. Thì đó là những cái vấn đề của tương lai. Tuy nhiên là chúng ta thấy hiện giờ đó thì rõ ràng là ở ngay tại châu Âu trong những năm gần đây cũng đã có cái sự bán đứng Hoa Kỳ rồi. Có khá nhiều đất nước đã làm ăn với Trung Quốc, ví dụ như ngay cả bên nước Ý chẳng hạn, chúng ta thấy rất là rõ họ đã hợp tác rất là chặt chẽ đối với Trung Quốc, và sự đầu tư, sự làm ăn, là đưa trao đổi nhân viên, trao đổi mậu dịch hay là trao đổi người với nhau, rồi lao động các thứ. Và nhiều cái công ty hay là những cái
đại công ty ở bên châu Âu thì nữa, khi mà đầu tư sang Trung Quốc thì rõ ràng là cũng bị vướng rất là nhiều về vấn đề nhân quyền. Và mặc dù là châu Âu họ nói về vấn đề nhân quyền rất nhiều, chỉ trích rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng họ cũng thông qua một cái thỏa thuận như thế này. Ví dụ như cách đây không lâu thì họ chỉ trích vào các cái lao động của ở phía bên Trung Quốc là cưỡng bức lao động người người Ngô Duy Nhĩ, hay là nói rằng là những người đã bị giam giữ trong những cái nhà tù rất là lớn ở bên Tân Cương, là sử dụng những cái lao động đó coi như là những cái lao động đã giá rẻ để sản xuất ra các cái hàng hóa của Trung Quốc để mà xuất khẩu sang châu Âu chẳng hạn. Và tất cả những cái thỏa thuận đó thì bây giờ là châu Âu họ lướt qua thôi. Trung Quốc thì họ nói à đúng rồi, tôi không có làm những cái điều đó, những cái điều đó nó không có đúng, và chúng tôi sẽ siết lại vấn đề này, chúng tôi có cái luật kia, chúng tôi ban hành cái điều nọ, đủ thứ chuyện họ đã đem ra chứng minh lung tung. Và thật ra thì cũng vì vấn đề nhân dân tệ thôi, vì vấn đề mà tiền euro thôi mà giờ các bên phải ngồi lại với nhau, và cuối cùng thì họ cũng phải thỏa thuận với nhau để mà đạt được cái điều đó. Còn những cái vấn đề nhân chủ nhân quyền chẳng qua là chỉ là cái cớ để mà nói cho nó vui thôi. Và cuối cùng thì EU họ công bố một cái chiến lược á về vấn đề mà gọi là xuyên lục địa, tức là xuyên Đại Tây Dương, cũng giống như Hoa Kỳ về vấn đề mà hướng về châu Á thì họ cũng có một cái chiến lược gọi là xuyên Đại Tây Dương. Và theo đó thì thúc giục Hoa Kỳ hợp tác với EU để đối phó với những cái thách thức chiến lược từ Trung Quốc. Tuy nhiên thì chúng ta đã hiểu rồi, giữa Hoa Kỳ với châu Âu đó cũng có khá nhiều các cái sự mà không có gặp nhau, ngay cả dưới thời ông Trump đó thì nói rất là rõ cái quyền lực của cái quyền lợi của người dân Mỹ, quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ mới là quan trọng nhất, và cái đất liên minh châu Âu đó cũng phải là hợp tác với Hoa Kỳ cũng trên cái cơ sở đó, chứ không thể nào mà Hoa Kỳ bao cấp cho cái châu Âu được, ngay cả cái khối NATO cũng vậy nữa. Những cái nước mà châu Âu như là Đức hay là Pháp các thứ này kia nọ thường hay chỉ trích Hoa Kỳ, thường hay đâm sau lưng Hoa Kỳ, nhưng mà cuối cùng họ cũng phải sử dụng đồng tiền của Hoa Kỳ và nhờ cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ để bảo vệ cho họ, và cần cái sự lên tiếng của Hoa Kỳ để bảo vệ khi mà họ bị xâm phạm về những cái vấn đề mà an ninh về năng lượng chẳng hạn, hay là nhiều cái vấn đề mà tranh chấp với các nước khác, nhất là đối với nước Nga. Thì tất cả những cái điều đó bây giờ đó Hoa Kỳ họ đã thay đổi các cái chiến lược dưới thời tổng thống Trump, và nước các nước châu Âu có lẽ họ muốn giống như là trả đũa là Hoa Kỳ, và họ muốn dằn mặt trở lại Hoa Kỳ, có thể là điều đó xảy ra. Và bản thân những cái hiệp định như thế này, hay cái mối quan hệ giữa EU với Trung Quốc như thế nào đó, thì thật ra ở Hoa Kỳ đó, nhất là dưới thời của ông tổng thống Trump, ông ta cũng không cần quan tâm nữa, và ông ta như biết được một cái nước nước Hoa Kỳ, một đất nước nó đã là hạng nhất thế giới rồi, và nó cái sản xuất tại trong nước cũng có rất là mạnh rồi, và cái tiêu thụ nội địa của Hoa Kỳ đóng cái vai trò rất là quan trọng. Thì cái tiêu thụ nội địa của Hoa Kỳ là một cái nền kinh tế mà rất là ít nước trên thế giới có thể làm được, ngay cả Trung Quốc bây giờ họ đặt nhiều về cái lý thuyết là phải phát huy cái tiêu thụ nội địa các thứ này kia nọ, nhưng mà họ vẫn chưa làm được, bởi vì cái thu nhập của người dân cũng còn rất là thấp. Họ bây giờ họ phải đi làm gia công, và họ phải tăng cường các cái xuất khẩu, và họ phải ăn cắp ăn trộm về các cái sở hữu trí tuệ, và họ tự nâng cao cái bản thân họ lên, và đến một cái lúc nào đó thì họ mới có thể là đứng vững được trên cái mảng gọi là tiêu thụ nội địa. Và bây giờ thì Trung Quốc họ nói nhiều về vấn đề mà gọi là kinh tế toàn cầu, về vấn đề giao hòa hảo với nhau, về vấn đề mà phải san sẻ các cái giá trị chung của thế giới, về vấn đề mà kinh tế khu vực, kinh tế đa phương điểm luôn. Nhưng mà cuối cùng khi mà một nước Trung Quốc mà họ lên tới một mức nào đó giống như các cái thu nhập như Hoa Kỳ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng họ cũng sẽ quay lại vấn đề mà bảo hộ mậu dịch thôi. Bởi vì khi mà họ có một cái nền kinh tế nó quá mạnh đi, và cái tiêu thụ nội địa không cũng đủ làm cái bản thân để mà cái sức sống của cái trong cái đất nước của họ, thì rõ ràng họ đâu có cần phải cho nó chảy máu, cho tiền tệ hay chảy máu hàng hóa chất xám gì đó ra bên ngoài được nữa. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy cái diễn cảnh thế nào cũng sẽ đi đến như thế, bởi vì cái chiến lược của bên Trung Quốc đó làm người ta nói rằng là một cái nước xây dựng theo chủ nghĩa xã hội, nhưng mà bây giờ nhìn là Trung Quốc á, nó rất là biến chuyển, nó rất là linh hoạt, nó không phải là chủ nghĩa xã hội thường tí. Nhiều người ở bên Hoa Kỳ hay là ở bên châu Âu thì họ nghĩ rằng họ có thể hiểu được Trung Quốc hay là hiểu được cái chủ nghĩa cộng sản, họ nói là chủ nghĩa cộng sản là nó rất là đơn giản và có lẽ là sẽ bị đánh bại như thế này như thế kia. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng ở Trung Quốc họ rất là mưu mô, hồi xưa tới giờ họ thay đổi rất là nhiều, ngay cả khi còn cái Liên Xô cũng vậy nữa. Trung Quốc họ nói là họ đi theo chủ nghĩa xã hội và cái đường lối của Marx, Engels các thứ, nhưng mà họ không bao giờ họ theo cái cách mà điều hành kinh tế chính trị của Liên Xô hết.
Khi mà nhiều nước khác theo cái lý thuyết của Liên Xô thì họ nói là cái chủ nghĩa Mác Lênin chẳng hạn, nhưng mà Trung Quốc là một cái nước riêng biệt, họ không bao giờ họ nói là chủ nghĩa Mác Lênin mà họ nói cái chủ nghĩa Mác Mao, tức nghĩa là cái chủ nghĩa Mác thì họ đánh giá là đúng và cần cái phát triển cái xã hội chủ nghĩa theo cái kiểu Mác, nhưng mà nó có cải biến theo các cái tư tưởng của ông Mao Trạch Đông, cho nên họ gắn liền với cái chủ nghĩa Mác Mao. Và sau này thì chúng ta nghe nói nhiều về cái vấn đề mà cái lý thuyết của ông Tập Cận Bình, hay gọi là cái học thuyết của Tập Cận Bình chẳng hạn, và những cái tư tưởng chiến lược hay là những cái đường lối mới trong cái vấn đề quản lý kinh tế hiện giờ của ông Tập Cận Bình cũng hết sức là vi mô. Chúng ta thấy một cái con đường tơ lụa mới nó hết sức là hiểm độc, và rất là nhiều các cái chương trình khác nữa Trung Quốc họ rải đều ra dưới rất là nhiều dạng về cái quyền lực mềm của họ trong cái vấn đề mà đầu tư, rồi vấn đề cho vay, rồi vấn đề coi như là mở ra rất là nhiều các cái viện khổng tử để mà tuyên truyền cái đường lối, các học thuyết, rồi họ xuất khẩu cái con người, họ bây giờ thì lộ ra tại Hoa Kỳ họ xuất khẩu luôn phụ nữ nữa, xuất khẩu về những cái người đẹp mà quốc tịch của Trung Quốc để mà làm vợ cho các cái nước khác và các cái quan chức của rất là nhiều các cái đối tác chẳng hạn, ví dụ như những cái nhà tài phiệt ở Hoa Kỳ hay là những cái nhà mà chính trị gia mà lớn của Hoa Kỳ chẳng hạn, thì nhiều khi cũng có vợ là người gốc Trung Quốc, thì và nhiều nước khác cũng có thể là bị rơi vào cái trường hợp đó, thì ai cũng thấy là một cái người đẹp và bây giờ họ nhập tịch rồi, thì rõ ràng những cái điều này thì nó có tạo ra cái sự thân thiện và giàu gì đi nữa cũng rất là lợi cho Trung Quốc, và họ sử dụng cái chiêu gì làm được là họ đều làm. Và chính vì cái điều đó bây giờ Trung Quốc họ có thể họ kiểm soát rất là nhiều rồi, ngay cả Hoa Kỳ đi nữa bây giờ quay ngược lại đó, mà có trừng phạt Trung Quốc như thế nào thì cũng đã thấy nó quá lệ thuộc đi. Và cái mà điều mà ông Tổng thống Trump trong mấy thời gian gần đây nói về cái quyền lực ngầm đó hay là thế giới ngầm á, thì thật ra là thế giới ngầm thì ở đâu nước nào cũng có, Trung Quốc cũng có, Việt Nam có, nước nào cũng có thể có, như Việt Nam cũng thường hay nói rằng là cái nhóm lợi ích chẳng hạn, hay là có hay không là phe về vấn đề mà quyền lợi nhóm đâu, quyền lợi gì này kia cái đó đó, thì thật ra thì đó là cái nhóm lợi ích thôi, và những cái quyền lực ngầm đó nó đã len lỏi và nó có yếu tố Trung Quốc, người ta đã chứng minh rất là nhiều rồi và đã phát hiện rất là nhiều các vụ án nữa, trong đó có khá nhiều những cái gọi là gián điệp và những cái tài rồi liên quan tới cái sự mà câu kết nhận tiền của nhau về từ các cái tài phiệt, rồi ngay cả việc bán đứng các cái tài nguyên về các cái sở hữu trí tuệ, về cái vấn đề mà bí mật quốc phòng, quốc an ninh rồi đủ thứ chuyện hết, thì tất cả những cái điều đó là chúng ta thấy rằng cái bàn tay của Trung Quốc á, nó rất là dữ dằn, và ai chơi với Trung Quốc có lẽ là cũng phải rất là cảnh giác. Tuy nhiên thì họ không phải là họ sơ cứng, họ cũng rất là linh hoạt, ví dụ như trước đây họ làm ăn với Hoa Kỳ đó, khi mà họ vào WTO thì họ hứa hẹn rất là nhiều, và họ hứa hẹn đến đổi mà các cái ông cựu tổng thống trước kia của Hoa Kỳ cũng tin tưởng rằng Trung Quốc có lẽ là họ phát triển kinh tế lên, họ làm giàu lên, họ sẽ tự thay đổi và sẽ họ sẽ có dân chủ nhân quyền hơn, họ sẽ đi vào các cái nền nếp giống như là Nhật Bản trước kia. Tuy nhiên thì không phải, hoàn toàn thất bại hết, Trung Quốc họ hứa hẹn nhưng mà họ không làm, rồi họ bẻ chỉ, họ làm đủ thứ chuyện hết, rồi họ kêu gọi đầu tư vào theo cái kiểu là đất lành chim đậu, nhưng mà chim đậu rồi đó ta nhậu chim luôn, theo cái kiểu đã đặt cái nhà máy bên đó rồi, Trung Quốc bắt đầu họ thay đổi các luật lệ, họ ép và họ bắt buộc các cái chuyển giao công nghệ, rồi họ đưa ra các cái cạnh tranh nó không có lành mạnh, họ làm cho các cái doanh nghiệp nó phải chết hoặc là phải bán đứng, bán rẻ rồi bán đứng, bán ngồi, bán ngâm đủ cái chuyện cho cái người ở Trung Quốc, và họ lên cái nhiều kiểu khác nhau để mà họ tước đoạt. Thì bây giờ họ bị lên án quá giờ, cho nên là họ phải thay đổi, họ linh hoạt cái chỗ là họ phải thay đổi, họ thay đổi họ cho cái Liên hiệp châu Âu những cái ưu đãi hơn để mà nó dễ dàng hơn, và người ta thấy rằng những cái cam kết này nó thoáng hơn so với những cái cam kết của các cái công ty của Hoa Kỳ. Tuy nhiên là để thực hiện nghiêm chỉnh hay không thì có vấn đề, là một vấn đề khác nữa, và chúng ta thấy rằng cái tư tưởng Tập Cận Bình hay là cái đường lối chiến lược kinh tế của Trung Quốc nó rất là dữ dằn, và họ muốn giữ được các cái nhịp độ tăng trưởng để rồi họ sẽ vươn lên, và theo những cái nghiên cứu gần đây cho thấy rằng Trung Quốc có thể là rút ngắn lại cái thời gian đó, ví dụ như nó nói khoảng chừng 40 năm nữa Trung Quốc mới có thể là qua mặt Hoa Kỳ, nhưng mà bây giờ cái thời gian có thể rút ngắn lại như khi chỉ cần 10 năm hoặc là 15 năm nữa thôi thì Trung Quốc sẽ phải vượt qua, thì đó là một cái cảnh báo chung. Và người Mỹ thì họ có cái lý do để mà họ họ có những cái đối xử đối với Trung Quốc, thì bây giờ cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ á, có thể nói là còn khoảng chừng chưa đầy một tháng nữa sẽ có cái kết quả chung cuộc,
Và ngày 20 là cái ngày theo như cái kế hoạch là phải có một cái tổng thống mới để mà tuyên thệ. Và ngay cả các tổng thống mới nào đi nữa, đồng cộng hòa hay là dân chủ, thì cái đường lối chiến lược đối với Trung Quốc có lẽ là cũng khó mà thay đổi trong một cái thời gian ngắn. Trong cái ngắn hạn có lẽ là cũng chưa có thay đổi gì nhiều, nhưng mà sau đó thì chúng ta chưa biết như thế nào. Và rõ ràng là những cái mánh lới hay là những cái mà chiêu trò của Trung Quốc đã đều vạch trần hết trơn. Bây giờ người dân toàn thế giới đều thấy hết, ngay cả người dân Hoa Kỳ cũng thấy. Và cái vấn đề còn lại là cái đường hướng chiến lược của các cái lãnh đạo ở Hoa Kỳ như thế nào thôi. Và bây giờ cái hiệp định mà đầu tư giữa Trung Quốc với châu Âu thì Hoa Kỳ họ cũng không cần quan tâm luôn, bởi vì đó là những cái đối tác với nhau. Hồi trước giờ mấy anh cũng đã làm ăn với nhau như thế rồi mà, mấy anh cũng là những cái bạn hàng rất là lớn với nhau, và mấy anh cũng phải tương sinh cộng sinh với nhau. Thẳng ra là nó ở dưới dạng khác thôi, còn bây giờ là mở ra dưới dạng khác thôi. Thì giữa hai bên có làm ăn với nhau cũng không sao hết rồi. Hoa Kỳ vẫn là một cái thị trường mà kể cả hai anh đều cần chúng tôi, hai anh cũng đều coi chúng tôi là một bạn hàng hạng nhất cái trơn, không phải là hạng nhì. Tức là bây giờ có chơi với nhau thì mấy anh cũng so với tôi thì mấy anh cũng là những cái bạn hàng hạng nhì thôi chứ không phải hạng nhất. Thì đó là cái vấn đề. Và chúng ta thấy rằng nếu mà đánh giá về Trung Quốc thì Trung Quốc họ không phải là con cọp giấy đâu, họ rất là mạnh. Và họ mạnh nhưng mà họ có bị đẩy lùi hay là có bị tiêu vong hay không đó, thì cái điều đó rất là khó nói, trong khi mà họ thay đổi chứ không phải là họ đứng một chỗ. Họ không phải là họ đứng họ mà chịu chết, họ tìm các cái thị trường. Và bây giờ cái số vốn họ rất là lớn nữa, và với cái sự tài trợ, sự mà giúp sức của nhà nước của Trung Quốc nữa, thì thật ra nhiều nước đã rơi vào trong cái vòng của Trung Quốc rồi, trong gọi là cái con đường tơ lụa của Trung Quốc. Và cái con đường tơ lụa đó có thể nói là nhiều khi bây giờ cái thành viên của nó còn nhiều hơn luôn á, những cái thành viên mà ủng hộ cho Trung Hoa Kỳ nữa. Thì đó là những cái mối nguy mà nhiều báo chí đó khi mà họ đặt cái vấn đề về Trung Quốc họ nói rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ dừng lại tại đây thôi. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.